Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vén màn mối quan hệ hiện tại giữa bạn trai Phạm Quỳnh Anh và con riêng của nữ ca sĩ. Mới đây Phạm Quỳnh Anh đã có chia sẻ gây chú ý trên story Facebook khoe lời chúc ngủ ngon từ hai con gái đầu. Cô viết kèm thương không, mùa cúm hai chị đi học về, bệnh hết cả hai, sợ lây cho em Zoe bé nhỏ nên đành cách ly vài hôm vậy. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý hơn cả là lời nhắn của ái nữ Phạm Quỳnh Anh viết trong tấm bản khi gọi bạn trai của mẹ là bố. Chúc do y bố và mẹ ngủ ngon, gửi tới phòng không bệnh từ phòng bệnh. Qua chi tiết nhỏ này có thể thấy mối quan hệ giữa hai cô bé Tuệ Lâm, Tuệ An và bạn trai của Phạm Quỳnh Anh rất tốt đẹp. Trước đây, người đẹp sinh năm 1984, từng đổ vợ trong hôn nhân, chồng cũ của cô là đạo diễn nổi tiếng Quang Huy. Sau ồn ào chia tay, nữ ca sĩ giữ quyền nuôi con, hai bé Tuệ An và Tuệ Lâm cuộc tình của cô và cha đẻ joey khiến dân mạng tò mò được biết bạn trai bí ẩn của cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và là doanh nhân thành đạt bạn trai túc trực động viên khi nữ ca sĩ lâm bồn cô cho biết anh rất giống bố mình quan tâm và thấu hiểu yêu thương chăm sóc các con riêng của cô cha đẻ Zoe cũng có mối quan hệ tốt với chồng cũ bạn gái phạm quỳnh anh gây xúc động với bức thư dành cho con gái mới đây phạm quỳnh anh đã chia sẻ bức thư gửi con rể tương lai khiến người đọc xúc động ngàn ngao lá thư có tên thư gửi con rể được phạm quỳnh anh sưu tầm và chia sẻ sẽ có một ngày con đưa cha mẹ đến để xin cưới con gái mẹ bởi vì con gái mẹ xinh như hoa đáng yêu như thiên thần thông minh như thế kia mà con và ba mẹ sẽ hỏi mẹ xính lễ cho nhà gái là gì bảy tráp chín tráp hay bao nhiêu tiền đúng không con ơi dù con có chuẩn bị cả núi vàng núi bạc cũng không đủ đâu con à từ lúc con bé ra đời mẹ chỉ cho con bé những thứ tốt nhất từ đồ chơi bỉm sữa cho đến sách truyện quần áo con bé đi học mẹ cũng phải cho nó học trường điểm để được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, được học đàn, học hát, học tiếng Anh, tiếng Tàu để nó thành cô gái thông minh, lễ phép, biết cư xử, biết nói năng, biết đàn hát, biết làm việc, biết lao động để kiếm tiền nuôi bản thân. Hai mươi mấy năm nuôi dưỡng, con nghĩ mẹ tốn ít tiền cho con bé lắm sao? Ít vài trăm triệu, nhiều đến vài tỷ đó. Con nghĩ mấy tráp ăn hỏi kia, đủ với số tiền mẹ đã bỏ ra để nuôi nấng con bé sao? nhưng quan trọng là mẹ không bán con gái cho con vì đối với mẹ con bé là bảo vật vô giá. Núi vàng núi bạc cũng không đáng giá bằng nụ cười của con bé. Con mệt mỏi vì công việc, con bé cũng vì việc nhà, việc cửa mà mệt mỏi. Vậy nên hãy quan tâm con bé như quan tâm chính bản thân con. Con hỏi mẹ muốn xính lễ là gì ư? Mẹ chẳng cần bạc vàng nhà con, mẹ chỉ cần con một lòng một dạ yêu thương con gái mẹ như yêu bản thân con, luôn thông cảm và thấu hiểu cho vợ con. Tuệ Lâm, con gái Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Hiện tại, dòng ca đêm đang tận hưởng cuộc sống viên mạng bên người thân. Bà mẹ bỉm sữa chia sẻ nhiều bức hình ý nghĩa cùng gia đình, bạn bè trên trang cá nhân. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.